Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm qua đã cho biết cả Anh và Pháp hiện đã nhất trí hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo của chính quyền Washington nhằm giúp đỡ hàng chục nghìn người dân thường đang bị phiến quân vây hãm trên một ngọn núi ở Iraq. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh việc chấm dứt khủng hoảng tại Iraq có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh cả Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp François Hollande đều đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và nhất trí phối hợp với Mỹ trong nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Iraq. Theo ông Obama, các cuộc không kích của Mỹ đã phá hủy các vũ khí và trang thiết bị của phiến quân ở Iraq, đồng thời nhấn mạnh không có khung thời gian cho cuộc tấn công quân sự được bị phát động trong tuần này. Mặc dù tuyên bố dự án dài hạn này có thể diễn ra vài tháng, song Tổng thống Barack Obama cũng khẳng định Mỹ sẽ không sa lầy vào một cuộc chiến tranh khác tại Iraq như những gì xảy ra cách đây hơn 10 năm.